Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi review thị trường ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng review cho phiên giao dịch sắp tới. Đương nhiên rồi, phiên ngày 17 tháng 8. Hôm nay thì kết phiên đầu tuần, một phiên giao dịch khá là đẹp đúng không ạ? Thị trường tăng rất là đều và có sự lan tỏa cũng rất là tốt. Vậy sau phiên hôm nay có những điều gì chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta giao dịch, hoặc là chúng ta sẽ có những cái điểm gì mà chúng ta cần phải làm rõ và trước mỗi quyết định đầu tư, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua trong cái phiên ngày hôm nay. Có lẽ là về thị trường chung á, thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng để nói với đại ý thì hôm nay mình nghĩ rằng là cái điều mà mình nghĩ rằng là để mình chọn ra thì mình cá nhân mình thấy là tiền khỏe nhưng đầu cơ cao, và trong thời gian gần đây thì do tiền khỏe đầu cơ cao nên sự luân chuyển này nó cũng khá là linh hoạt. Nghĩa là nếu các anh chị đang tham gia thị trường ở hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ít nhiều chúng ta cũng, đương nhiên là thị trường đang tiền khỏe như vậy thì có được thành quả, và đặc biệt là nếu chúng ta đã bắt đúng sóng thì thành quả cũng sẽ là rất lớn. Nhưng ở đâu đó chúng ta cũng phải lưu ý về tính đầu cơ, và thực sự là tính đầu cơ ở hiện tại lát nữa mình sẽ nhìn ở một số góc cạnh nhưng mình nghĩ là cao. Và ở một thị trường mà dòng tiền mà mang tính đầu cơ lớn thì thực sự mà nói rất khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Đó thì đó là những ý mà chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ thảo luận trong buổi ngày hôm nay. Ok, bọn mình là Finasat nhé, và trang web thì đương nhiên là finasat.vn. Các chị có thể là lên đây sử dụng những thông tin rất là hữu ích. Đồng thời thì nếu các chị muốn thảo luận ở trong phiên với mình và các anh em khác nữa, đương nhiên là Finasat còn nhiều anh em khác nữa, thì chị hoàn toàn có thể là đăng ký để cùng cùng nhau chúng ta sẽ cùng có những cái nội dung chúng ta trao đổi mở trong phiên để cùng hỗ trợ nhau trong thông tin, trong quá trình ra quyết định giao dịch. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây thôi. Tiền khỏe khỏe thì mới lên được đúng không ạ? Nhưng đầu cơ thực sự là đầu cơ cao. Đầu cơ cao như thế nào lát nữa chúng ta sẽ nói, và linh hoạt. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một chút về lên thị trường này, sau đó chúng ta phân tích về thị trường trong nước xem là hiện tại cái bối cảnh thị trường nó như thế nào, và tại sao mình lại nói là cái dòng tiền nó mang tính đầu cơ rất là cao. Và nếu mà từ cái bối cảnh thế giới, bối cảnh thị trường trong nước, cái đặc tính của dòng tiền thì đối với mỗi cá nhân thì nó sẽ chọn cái chiến lược giao dịch như thế nào cho phù hợp. Đó, thì đó là những cái phần nội dung rất là quen thuộc thôi. Hiện tại thì nói về góc nhìn lên thị trường thì vẫn như là như vậy thôi. Mình sẽ vẫn dùng cái từ là châu Á phân kỳ, và nổi lên trong cái nền châu Á phân kỳ đó thì có lẽ là Việt Nam là một trong những thị trường hiện tại mang tính đầu cơ dữ dằn nhất ha, và cũng là một trong những thị trường khỏe nhất. Lát nữa chúng ta sẽ cùng điểm qua các thị trường châu Á để chúng ta biết tại sao chúng ta lại nói là như vậy. Nhiều chị nói mình cảnh báo những thị trường châu Á rủi ro vân vân, nói về những điều xấu, nói về những không tích cực, nhưng ở đây có lẽ là cái góc nhìn của mình ấy, là góc nhìn nó là khách quan thôi. Có điều gì không tốt thì chúng ta đơn giản là chúng ta rất vui vẻ chúng ta thừa nhận đó là không tốt. Còn chứng khoán đương nhiên rồi, tóm lại suy cho cùng thì chứng khoán tăng cho dòng tiền đó là dòng tiền bền vững hay là dòng tiền đầu cơ thì chúng ta phải mổ xẻ sau. Nhưng có những điều tích cực thì chúng ta nói tích cực, nhưng có những góc nhìn mà chúng ta không thể phủ nhận thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vấn đề. Và phần nào, châu Á phân kỳ là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cần phải rất theo dõi ở hiện tại. Bức tranh lên thị trường thì nhìn chung là những thứ khác nó ổn, cũng như tuần trước thôi, mình thấy là những thứ khác nó vẫn khá là ổn. Hàng hóa thì đang điều chỉnh một chút, mà thị trường chứng khoán thế giới thì vẫn tốt. Tiền tiền kỹ thuật số thì dạo này tăng rất là tốt, vượt kháng cự, đúng không ạ? Tiền nói chung là những cái gì mà chúng ta thấy là liên quan đến Mỹ, châu Âu thì đều khá là tốt. Đồng đô la thì mạnh lên, chúng ta có thể tham khảo ngay trong này này. Đồng đô la thì mạnh hơn. Thị trường cổ phiếu ở đây thì là thị trường cổ phiếu thế giới, đương nhiên là Mỹ, châu Âu tăng thì đang là cổ phiếu ok. Đây, thì cổ phiếu cũng tốt, nhưng mà xét ở châu Á thì lát nữa chúng ta cũng sẽ nói sau. Hôm trước thì chúng ta cũng đã bàn sơ qua rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn lại. Bitcoin thì cũng rất là khỏe đúng không ạ? Sự mạnh lên của đồng đô chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà vàng và dầu thì có vẻ như là chưa thấy là khá là yếu ở trong thời gian gần đây đúng không ạ? Ok, thì thị trường cổ phiếu thì đương nhiên có sự phân kỳ, và
Do đó thì cái bức tranh lên thị trường mình vẫn đánh giá là nó ở mức khoảng đâu đó 50-50 thôi. Chứ khó với mình thì khó có khả năng qua qua mình đánh giá là tốt ở hiện tại. Đó, nó phân kỳ rất là rõ. Thì nó phân kỳ ở chỗ nào thì cũng có nhiều lần mình đề cập rồi, thì trong các room tư vấn thì mình cũng đã có đề cập. Đó là tuần rồi, hôm nay thì quốc khánh của Hàn Quốc thì là 15 tháng 8 là chủ nhật, thì hôm nay 16 tháng 8 nghỉ bù thì hôm nay Hàn Quốc không giao dịch. Và thứ sáu tuần trước thì Hàn Quốc là thành trì cuối cùng, thành trì là cái từ mà Đạt dùng cũng khá là hay, mình xin lấy lại, đó là cái từ Đạt dùng, đó là thành trì châu Á cuối cùng còn giữ mất đi cái xu hướng có thể nói là trung hạn luôn đấy. Đó là từ vài tháng trở lại đây thì xây nền và gần như là Nhật, Hàn Quốc là thị trường châu Á cuối cùng. Đài Loan cũng rất là tốt, chúng ta thấy là tại sao quỹ Fubon liên tục giải ngân vào Việt Nam á, thì chứng khoán Đài Loan cũng rất là tốt. Nhưng chứng khoán Đài Loan trong thời gian gần đây thì rõ ràng là mình nghĩ rằng là cũng bắt đầu có những cái tín hiệu nó suy yếu dần đi rất là nhiều. Các chị có thể tìm và theo dõi về chứng khoán Đài Loan. Đó, thì gần như là châu Á là cái thành trì cuối cùng thì vẫn châu Á. Đông Nam Á thì khỏi nói rồi, các chị có thể xem thị trường Thái Lan, thị trường Indonesia. Đó, thì nó cũng xuất phát từ nguyên nhân rất là giống nhau, mình thấy là như vậy. Nên ở đây không phải là chúng ta rập khuôn, chúng ta nói là chúng ta sợ là thị trường châu Á xấu thì Việt Nam sẽ xấu. Nhưng ở đây thì mình nhìn thấy có một cái mẫu hình nó tương đồng hầu hết các thị trường, và nó xuất phát từ những nguyên nhân nó cũng thực sự là cũng tương đối là giống nhau, nên chúng ta ở đây chúng ta cũng không có thể là đùa được mà cần phải theo dõi chặt. Và do đó mình vẫn đánh giá là đây là một trong những thứ mà chúng ta cần phải theo dõi hiện tại. Giả sử nó ngẫu nhiên đi, mỗi thị trường nó có một cái cấu trúc khác nhau đi, thì chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng cái thế khá là giống nhau về vĩ mô, về dịch bệnh, về cái thế ở ở khu vực châu Á hiện tại thì chúng ta cần phải lưu ý. Đây đây là thị trường Nhật Bản này, thì thị trường Nhật Bản nối tiếp thôi thì cũng khá là xấu. Thì Trung Quốc thì đương nhiên rồi, những chị đều biết là sau những vụ lùm xùm trong thời gian gần đây giữa chính phủ Trung Quốc, các công ty công nghệ, các công ty giáo dục thì cũng không thể nói là tốt. Đấy, nãy mình nói rồi, khu vực Đông Nam Á thì đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải lưu ý rất nhiều. Và ở đây cũng là một trong những ý mà mình thấy rằng là Việt Nam bây giờ là khỏe, nhưng mà cũng không phải là, nói chung là bây giờ nó hồi như vậy thì cũng không có gì là quá đỗi bất thường. Vì giả sử chúng ta nhìn thấy một cái đoạn đó, tức là trong một cái đoạn dài, ví dụ ngay cả thị trường yếu như thị trường Nhật Bản này, thì chúng ta thấy là có những cái đoạn hồi rất là sâu, rồi sau đó cũng hồi rất là mạnh, gần như là hồi nguyên si được cái đoạn giảm, nhưng sau đó lại quay trở lại giảm tiếp. Thì nói chung cái việc hồi ở hiện tại với thị trường Việt Nam mình nghĩ là nó cũng không có gì là lạ. Hoặc là nếu quý chị có thể coi cái đoạn rơi đầu tiên của thị trường chứng khoán Trung Quốc đó, thì hồi thậm chí là hồi 100% cái đoạn rơi cũ nó cũng không phải là gì là lạ, quá lạ về mặt kỹ thuật đó. Cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó là cái bối cảnh thị trường và cái bản chất dòng tiền để ta có được cái chiến lược giao dịch phù hợp. Đó, thì tóm lại là về thị trường thế giới thì mình đánh giá là như vậy, đánh giá là mình vẫn cho rằng là lên thị trường thì mình nghĩ là ở mức độ khoảng 5 điểm thôi, không tốt. Cá nhân mình nói thật là mình không đánh giá tốt. Còn ở thị trường Việt Nam thì như thế nào? Thì trong cái bối cảnh đó mình nghĩ rằng là tại sao mình nói là có những sự tương đồng, và ở đây thì cũng cần phải hết sức lưu ý. Tại vì thị trường Việt Nam trong cái đoạn hồi vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về bối cảnh thị trường Việt Nam, thì mình nhận thấy là thị trường Việt Nam trong cái đoạn hồi vừa rồi nó không có gì gọi là sáng sủa hơn cả. Đây là cái điều mà chúng ta cần khẳng định lại một lần nữa. Ngay từ lúc đầu dịch mình đã nói là quan trọng là dòng tiền thôi, dòng tiền khỏe thì chứng khoán lên, và dịch nó chỉ là cái cớ thôi. Và mình không bao giờ lấy cái chuyện là đỉnh dịch đáy chứng khoán, hay là đáy dịch đỉnh chứng khoán, đó, hay là dịch nó cứ lên thì chứng khoán cứ xuống. Cá nhân mình thì mình luận dòng tiền, và thực ra là nếu chúng ta nói về không có gì thay đổi thì đầu tiên là chúng ta phải nói là đúng là dịch nó không có gì thay đổi cả, thậm chí theo chiều hướng xấu lên. Có rất nhiều dự báo, một trong những dự báo mà được đưa đăng tải gần nhất đó là cái việc mà nhiều nhà kinh tế học, nhiều nhà khoa học cũng đã dự báo là có thể là dịch bệnh sẽ được khống chế trong quý 3, và số ca nhiễm thì có thể là giảm dần từ bắt đầu, là chúng ta thấy là từ cuối tháng 8
Đúng ạ, bắt đầu ví dụ thành phố Hồ Chí Minh là từ cuối tháng 8. Nhưng mà rõ ràng là cái thực tế nó đã chứng minh rằng là đối với Covid này thì đúng là những cái về mặt dự báo nó cũng chỉ mang tính chất là mình nghĩ là nó mang tính chất tương đối thôi. Tại vì hồi tháng 7 thì nhiều người nói là dịch là tháng 8 hết, nhưng mà cũng nhiều rồi tháng 8 thì nhiều người nói là tháng 9 sẽ hết. Thì cái này thực ra là nó cũng khó. Mình nhớ đầu tiên là có những kịch bản xấu nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng nói là đâu đó là 5.000 ca thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng biết cái thực trạng, nên thực ra là cái không thay đổi đầu tiên thì chắc là cái diễn biến về dịch. Và đương nhiên nếu mà dịch mà nó vẫn cứ như vậy thì đương nhiên là mình thấy rằng là vĩ mô mình xấu rất là nhiều, vĩ mô mình xấu đi rất nhiều. Số liệu tháng 8 thì chắc là không có gì thay đổi. Đây là số liệu tháng 7, kết kết tháng 7 thì VN Index là 1.310. Thì bắt đầu là cuối tháng 7 là các số liệu vĩ mô nó cũng xấu dần đi rồi, thì tháng 8 cũng cũng tiếp tục là giãn cách đúng không ạ? Thì ít nhất là tới thành phố Hồ Chí Minh cũng mới đưa ra là tới giữa tháng 9 rồi. Tới giữa tháng 9 rồi thì đương nhiên số liệu tháng 8 nó vẫn tiếp tục xấu. Tình hình ngày càng xấu, nói chung là về tình hình mình nghĩ là ngày càng xấu đi. Cũng chưa biết được là nói từ chưa biết này thì thực ra nó là hợp lý. Chưa biết ở đây nghĩa là không phải chúng ta phủ nhận từ dự báo, nhưng mà thực ra chúng ta không có khả năng để chúng ta dự báo. Thì với bối cảnh như vậy á, thì mình nhìn thấy là bây giờ so với ở đáy thị trường thì nó cũng không có gì khác đi nhiều, không gì khác đi nhiều về mặt bối cảnh. Nên mình nói là thị trường Việt Nam bây giờ có vẻ mạnh hơn rất là nhiều, một trong những thị trường hiếm hoi mạnh ở châu Á hiện tại. Nhưng sự mạnh lên đó nó không đi kèm theo một cái gì đó khác biệt, không không đi kèm một gì đó khác biệt về nội tại, về vĩ mô, về về cơ bản. Về cơ bản năm 2020 thì mình kiểm soát dịch bệnh rất là tốt, năm 2020 thì mình kiểm soát dịch bệnh cũng rất là tốt, và chúng ta có quyền chúng ta nói một cái bài riêng. Nhưng 2021 thì rõ ràng có lẽ chúng ta cũng đang đi không khác gì nhiều so với thị trường châu Á khác. Nên đây thì mình nghĩ là dòng tiền hiện tại Việt Nam mạnh, nhưng mà nó không dựa trên một cái gì đó gọi là có lý về mặt phía sau cả, và đơn giản là dòng tiền khỏe thôi, chứ không có gì gọi là đặc biệt. Và nếu mà thực sự là để có một cái gì đó kỳ vọng hợp lý thì hiện tại thì hôm trước mình cũng đã thảo luận nhiều rồi, thì mình nghĩ rằng đầu tư công cũng sẽ là một cái mà mình nghĩ rằng là có thể kỳ vọng. Nên là có những cái nhóm cổ phiếu bắt đầu là chạy theo tông đầu tư công, nhưng thực ra là đầu tư công thì bây giờ có lẽ là chúng ta cũng cần phải nói là hết dịch thì mới mới giải ngân đầu tư công được. Chúng ta còn đầu tư công một cái gì đó mình nghĩ là nếu mà để kỳ vọng thì sẽ là kỳ vọng hợp lý ở thời hiện tại. Vì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ nợ công trên GDP thì hiện tại chúng ta vẫn ở mức khá là thấp, và dự báo hôm nay vẫn là mức thấp thấp hơn trần nợ của Quốc hội đưa ra rất là nhiều, nên là còn cơ sở, còn dư địa để đầu tư công. Nhưng nếu mà chưa hết dịch thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy này, tất nhiên là sẽ có nhiều nguyên nhân khác, nhưng nếu mà chưa hết dịch thì rõ ràng chúng ta thấy là tốc độ giải ngân đầu tư công nó vẫn sẽ là chậm. Và nếu mà thực sự là kiểm soát được dịch rồi mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là nhóm cơ sở hạ tầng xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản nó sẽ được lợi, thì đó là một cái kỳ vọng mình nghĩ là cũng cũng đâu đó hợp lý, và thị trường nó cũng đang kể. Nhưng phải chăng là thị trường nó cũng đi hơi quá thì lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích rằng nó quá và nó thể hiện mức độ đầu cơ ở cái cách như thế nào. Thì để nói về bối cảnh như vậy thì mình mới nói là hôm nay tăng, tiếp tục tăng, thanh khoản thì ổn hơn rất nhiều rồi. Thì mình vẫn cho rằng cá nhân mình vẫn cho rằng đó là thị trường nó vẫn nằm trong sóng B thôi. Ở đâu đó 1370 hôm nay đóng ngay đây đúng không ạ, là Fibonacci 61,8, vượt hẳn qua đoạn này thì đương nhiên rồi. Cũng có thể là test 1420 cũng có thể, vì tiền đầu cơ đang khỏe mà chúng ta không nói trước được. Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng là cá nhân mình nghĩ rằng là nhìn vào cấu trúc sóng và nhìn vào cái bối cảnh hiện tại thì mình vẫn đánh giá là
vẫn nằm trong sóng hồi B thôi, nằm trong sóng hồi B. Sóng hồi B này đương nhiên chúng ta đã thấy là khó đoán và nó thể hiện cái tính đầu cơ rất là cao. Thì trong cái bối cảnh đó, dòng tiền nó thể hiện tính đầu cơ thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể nhìn thấy qua bốn yếu tố. Một là dòng tiền lõi của chúng ta nó thể hiện như thế nào. Thứ hai là câu chuyện các cổ phiếu small cap trong thời gian qua nó được đầu cơ và tăng rất là mạnh. Thứ ba, chúng ta muốn nói về cái câu chuyện mà trong thời gian vừa qua và chính mình cũng đã khuyến nghị hồi đáy thị trường, hồi khoảng phiên khoảng cách đây gần một tháng đúng không ạ, khoảng phiên 20 tới 23 tháng 7 tầm tầm đó, chúng ta nói tự tin về nhóm ngành bất động sản. Và thứ tư là câu chuyện về nhóm ngành chứng khoán. Những mẫu chuyện như vậy để mình nói lên là dòng tiền thời điểm tại mang tính đầu cơ rất là lớn. Đầu tiên là dòng tiền lõi, thì cá nhân mình nghĩ là hôm nay là cái phiên đầu tiên mà chúng ta thấy là dòng tiền lõi được cải thiện. Hôm nay thì VN Finlit cũng nhập cuộc. Một trong những cái mà rất là bất ngờ trong phiên này là VN Finlit, nghĩa là các cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy là nhập cuộc và đang hồi phục cũng rất là ổn. Và hôm nay là một cái phiên mà có lẽ chúng ta thấy là cũng khá là tốt, khi mà thanh khoản của VN30 ấy, nó bằng 50% thanh khoản của VN Index. Mà suốt cái phiên sáng ấy, chúng ta không thấy được điều này. Suốt phiên sáng mình nhớ là phiên sáng giao dịch khoảng 17.000, thì dòng tiền lõi ấy, thực ra là nó khoảng đâu đó 7-8.000 gì đó. Thì đây là sự suy giảm dòng tiền lõi vào các nhóm ngành và các cổ phiếu ở trong VN30. Có thể thanh khoản thị trường nhiều nhưng mà nó tập trung ở nhóm small cap rất là nhiều, và ở đây mình thấy rằng là nó có sự suy yếu rất lớn, nó sự suy yếu rất lớn ở trong cái dòng tiền lõi. Và cái sự suy yếu đó thì nó dẫn tới đó là cái góc thứ hai, đó là các cổ phiếu small cap. Tiền đợt này tập trung rất là lớn vào các cổ phiếu small cap, và đây là cái chỉ số VN Small Cap này. Thì chúng ta thấy rằng là đầu cơ hay không thì nhìn đây chúng ta cũng sẽ thấy, nghĩa là chỉ số VN Small Cap là từ 1.250 đáy đây này, thì bây giờ nó lên khoảng đâu đó 250 điểm, lên 20%, lên khoảng gần ngàn rưỡi rồi, lên khoảng gần ngàn rưỡi. Đúng ạ, anh chị tính lại thì lên 20%, lên 20%. Trong khi đó thì VN Index và VN30 ấy vẫn 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 phục hồi từ đáy khoảng đâu đó 10%, hơn 10% đúng không ạ. Thì đây là yếu tố thứ hai. Từ yếu tố đầu tiên thì tới yếu tố thứ hai, thì mình thấy rằng là hiện tại thị trường mang tính đầu cơ khá là lớn, tiền vào VN Small Cap, và nhìn đúng là rất là sợ khi VN Small Cap đầu cơ đang dẫn dắt. Nghĩa là từ từ ban đầu là đầu cơ đã khỏe rồi dẫn dắt, và sau đó đầu cơ đánh ngược lại đầu cơ qua nhóm, bắt đầu là manh nha qua nhóm chỉ số. Và đầu cơ rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy là sự vận động của cổ phiếu vừa nhỏ trong thời gian vừa qua là rất là khủng khiếp. Cái câu chuyện thứ ba đó là cái câu chuyện mà mình nói về nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì đây là câu chuyện mà bản thân chúng ta đã nói từ rất là sớm rồi. Mình nghĩ là cũng như một lúc đó thì mình có vạch ra nhiều ý, thì một trong những ý đó là mình nói là mình rất là tự tin vào nhóm cổ phiếu bất động sản, bởi vì mình thấy mẫu hình trên thế giới này về chính sách lãi suất thấp, tiền tệ nới lỏng sau dịch này, về nguồn cung thì dịch cũng không có gì hết, còn nguồn cầu thì đương nhiên là cầu bất động sản thì lúc nào cũng có. Nên mình vẫn nghĩ rằng là vẫn mong còn một cái pha tăng trưởng nữa của thị trường bất động sản sau dịch. Nên là mình bắt đầu là manh nha là gom dần cổ phiếu bất động sản đúng không ạ, khuyến nghị gom dần. Thì cá nhân mình nghĩ là pha đầu tiên này này thì là pha gom dần thôi, chứ chưa phải là vào vào sóng chính, mà sóng chính nó sẽ đến khi mà cái kết quả cái này này nó thành sự thật. Nghĩa là thường là chúng ta nói sóng đầu này, này là sóng kỳ vọng, sóng điều chỉnh, tới sóng 2 là chốt lời cái đầu, sóng 3 là sóng chính, nó gắn liền với cái việc phục hồi thực tế sau dịch đó. Thì thông thường là nó sẽ diễn ra như vậy, nhưng hiện tại cái tính đầu cơ nó rất là lớn, nó khiến cho nhiều cổ phiếu bất động sản bị đầu cơ. Cá nhân mình nghĩ là đầu cơ quá mạnh và thực sự trở nên đắt luôn đấy. Cái này là những câu chuyện có thật, thì vì có cả những người trong doanh nghiệp ấy, cũng 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 hỏi mình là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều anh chị nhà đầu tư cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều bên, thực sự là nhiều bên, và dòng tiền F0, dòng tiền đầu cơ, dòng tiền nóng chạy mạnh tới nỗi mà nó vượt xa dự kiến của rất nhiều người. Và nhóm bất động sản, câu chuyện nhóm bất động sản này, thì ngay cả những người mà thạo tin nhất, ngay cả những người nhìn rõ giá trị doanh nghiệp nhất mà còn cảm thấy là đâu đó có vấn đề, thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ cảm nhận thấy rất là rõ, đó là
cái dòng tiền, thậm chí nó đầu cơ vượt qua cái, bỏ qua cái cơ bản. Tuy nhiên là nếu mà nói về bất động sản thì kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 năm nay này đương nhiên là không thể nào tốt được. Nếu mà tốt thực sự thì phải hết dịch rồi qua đầu năm sau thì kết quả kinh doanh có lẽ là nó mới tốt được, nhưng mà giá nó chạy trước về lợi nhuận, giá chạy trước về về kỳ vọng rất là nhiều. Đó. Về nhóm cổ phiếu bất động sản, nhóm gây sóng chính ở trong thời gian vừa qua. Và cuối cùng là cái góc nhìn thứ tư là góc nhìn về các cổ phiếu ngành chứng khoán á. Mình là người viết một cái bài mà nếu mà chị tìm lại về nhóm cổ phiếu chứng khoán đó là P trên B rẻ nhất 10 năm á. Rẻ nhất 10 năm thì lúc đó đúng là đáy đợt này này. Thực ra cũng rất là may là nó vào ngay cái dịp đáy. Là tại vì mình thấy rằng là SAHCM về khoảng 10.000, 10 12.000 gì đó. Mình tự tin mình nói là rẻ. Nhưng cũng chính là mình thôi. Thì mình thấy rằng là bây giờ cái giá khoảng năm mấy của HCM và khoảng sáu mấy của SA, mình cũng dám tự tin chứng minh là đắt. Cá nhân mình nghĩ là chứng khoán là một nhóm ngành theo chu kỳ rồi, nên là cái mức định giá ví dụ PE và PB thì nó không thể là quá cao được. Tại vì đâu phải là lúc nào các chị cũng thấy, nếu mà chị đầu tư nhiều rồi thì chị cũng thấy là đâu phải lúc nào thị trường nó cũng thuận lợi như năm nay. Nên bây giờ mình thấy rằng là P trên B của nhiều công ty chứng khoán khoảng 3 lần, nghĩa là giá trên giá trị sổ sách là 3 lần, thì ví dụ như là giá trị sổ sách 20, giá 60 đó, thậm chí còn cao hơn, hay là đó thì lúc mà về một lần P trên B lúc mà một lần thì mình nghĩ là rẻ, còn bây giờ khoảng 3 lần rồi mình tự tin mình dám nói là đắt, chẳng làm gì ra được như vậy. ROE của công ty chứng khoán trong dài hạn mình nghĩ nó là khoảng, công ty nào làm tốt thì nó khoảng từ 15 đến 18 thôi, và với mức ROE như vậy thì P trên 3, B 3 lần thì nó quá vô lý. B3 ba lần quá vô lý. Tăng trưởng thì cũng không thể tăng trưởng thần tốc để đạt mức định giá đó. Nếu anh chị có tìm hiểu kỹ về các phương trình định giá, các mô hình định giá thì các chị chắc là cũng sẽ hiểu rất là rõ về cái chuyện mình đang nói. Nghĩa là từ mức độ tăng trưởng về ROE 15 18 lần là cùng trong trong dài hạn đấy. Mình nghĩ là thế, thì nó không thể có mức giá là P/B 3 lần được. Hoặc là P/E bây giờ nó khoảng 15 đến 20 lần tùy công ty, trong top những công ty niêm yết mà trong top 10 thì tùy. Thì mình nghĩ là đắt, mình nghĩ là rất là đắt, và nhóm chứng khoán là một trong những cái nhóm ngành mà nó thể hiện cái tính, cái kỳ vọng của thị trường nhiều nhất, đặc tính của thị trường nhiều nhất, và nhóm chứng khoán nó đắt như vậy thì mình lại càng cảm thấy rằng là thị trường hiện tại nó mang tính đầu cơ, cá nhân mình đánh giá là cao. Tuy nhiên là qua những góc nhìn như vậy thôi, về nhìn nhìn về cách mà nó đang diễn biến ấy, thì mình kết luận là ở hiện tại dòng tiền bây giờ nó đang có những ý này, thì khỏe nhưng mà mang tính đầu cơ rất là cao. Và đương nhiên rồi, trong một thị trường mà mang tính đầu cơ nó bắt đầu lớn như vậy, tại sao là một người rất là tôn trọng thị trường như mình lại nói về cái chuyện là dòng tiền mang tính đầu cơ? Đầu cơ là một phần của thị trường rồi, đúng không? Và cá nhân mình là người rất là tôn trọng thị trường thực sự luôn đấy. Mình không bao giờ nói là thị trường vô lý, không bao giờ nói thị trường vô lý, vì dòng tiền mà, dòng tiền luôn thông minh, dòng tiền luôn đúng, thị trường thì nó cũng luôn đúng, nó không có chuyện là dòng tiền ở đây là dòng tiền vô lý, không có chuyện đó. Mà chúng ta phải nói đặc tính là dòng tiền bây giờ là nó mang tính đầu cơ, và mang tính đầu cơ một cái biến động lớn như vậy thì không dự đoán được, thực sự là không dự đoán. Nó có thể tăng rất là mạnh nhưng có thể rút đi rất là mạnh, và đặc tính hiện tại là mình nghĩ là rủi ro cực kỳ cao. Có những cái lần gần đây, thì khi mà mình trình bày quan điểm thường sẽ có những ý kiến là không hiểu bạn này nói gì, không hiểu bạn này đang chia sẻ cái gì, nói những cái này làm gì đó. Thì đơn giản như này thì mình cũng chia sẻ những cái góc nhìn nó thật, nó cực kỳ thật. Các anh chị vào đây để anh chị có được góc nhìn đa chiều, hay là các anh chị theo dõi để anh chị tìm được sự tương đồng trong ý kiến của các anh chị. Nếu các anh chị tìm được sự tương đồng, muốn tìm sự tương đồng, muốn tìm một cái gì đó mà nó luôn theo cái các anh chị muốn mình nói thì chắc chắn là khó rồi, rất là khó. Mình cũng chỉ nhìn ở góc nó khách quan nhất, và góc khách quan nhất thì hiện tại cái đặc tính của nó là như vậy. Nên nếu chị nói là bây giờ các chị đầu tư vào thị trường thì mình nghĩ là với cái cách mà mình tôn trọng thị trường thì mình nói là bây giờ các chị không phải là các chị đầu tư vào thị trường. Đầu cơ hay đầu tư thì mình nghĩ là nếu các chị tham gia thì hiện tại
hoàn toàn mang tính đầu cơ. Cá nhân mình nghĩ là như vậy. Dòng tiền hiện tại mang tính đầu cơ lớn lắm, nên là hoàn toàn nếu chị tham gia hiện tại thì mang tính đầu cơ. Đầu cơ thì như mình nói rồi, nếu nói là mình không biết thì nhiều anh chị lại nói là tốn thời gian theo dõi bạn này, tốn thời gian. Cái đấy là theo dõi là mình rất là cảm ơn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình nhớ không biết thì sẽ rất nhiều người nói là trình kém chẳng hạn này, tốn thời gian theo dõi mà không được cái gì này. Nhưng mà thật ra là nếu mà dòng tiền đầu cơ nó chạy như vậy thì không đoán được. Nhưng cái chị có tham gia hay không thì cái chị phải xác định rõ là bây giờ cái chuyện nó là vậy đấy. Nên là tóm lại thì mình nghĩ là như này, dòng tiền hiện tại này và thị trường hiện tại là đầu cơ chứ không phải đầu tư. Và cơ hội hiện diện thì hiện tại thì nó vẫn có, tại vì chúng ta đều biết là dòng tiền nó chạy mạnh rồi. Chiến lược mua thì đương nhiên là mình nghĩ rằng hiện tại thị trường nó vận động như vậy thì chỉ mua điều chỉnh thôi, mua đuổi vẫn rất là nguy hiểm. Có thể hơi gằn dở khi nói điều này nhưng mà mua đuổi thì nó vẫn rất là nguy hiểm, không nuối tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội. Các anh chị hoàn toàn có thể đứng ngoài khi không có cái cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí của anh chị đặt ra từ trước, nhưng nếu lỡ rồi thì thôi. Và như đã nói thì với một cái mức độ thể hiện đầu cơ lớn như hiện tại thì sức đảo chiều của nó cũng rất là nhanh, nên là cái quản trị rủi ro chặt và quyết đoán khi thị trường đảo chiều là một điều gần như là tiên quyết. Và để làm được điều đó thì các chị cũng phải xác nhận rõ là các chị tham gia thì hiện tại là các chị là những nhà đầu cơ chứ không phải là những nhà đầu tư. Đấy. Thì đó là những điều mà mình muốn chia sẻ trong cái trong những điều mà mình muốn chia sẻ hôm nay thôi. Thì lật lại một chút, mình không nói ở đây nó có sự tương đồng, mình không nói ở đây nó có sự tương đồng, nhưng mà giả sử nếu chị là người hay nhìn biểu đồ của VN-Index thì giả sử sau những lần tạo đỉnh á thì cái mức hồi như lúc này này nó cũng là điều rất là bình thường. Giả sử nó có những giai đoạn thị trường hồi từ khoảng gần ngàn hai về 900, giảm từ gần ngàn hai về 900, sau đó có những cái cây hồi mà gần như là lấy lại hết, sau giảm tiếp, sau đó có những cây hồi nó cũng về đâu đâu đó đấy. Tức là bây giờ giả sử như là nó hồi về gần đỉnh, nó cũng không có là cái chuyện gì mà nó quá là bất thường cả, nó lại có là bất thường cả. Nhưng mà để thực sự là tham gia một cách thực sự thì chúng ta cần phải xác định rất là rõ về cái bản chất dòng tiền, về bối cảnh này, bản chất dòng tiền mà chúng ta đang tham gia cái cuộc chơi nó như thế nào. Thì hôm nay thì mình làm rõ những cái ý đó thôi. Thì thông thường là với những cái thị trường kiểu như này này thì mình thường cũng chỉ biết khuyến nghị một cái điều duy nhất thôi, nghĩa là tham gia hay không nó là cái tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của các chị. Và nếu tham gia thì hiểu rõ đặc tính và hiểu rõ về về cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề. Ok, đó là những góc nhìn, những thông tin về thị trường thế giới, về bối cảnh trong nước, về đặc tính dòng tiền. Còn thường là những đoạn này thì mình nghĩ rằng là khuyến nghị chơi hay không chơi thì nó tùy thuộc vào các chị thôi đó. Và không chơi thì cũng là một lựa chọn, và chơi thì cũng là một lựa chọn. Hy vọng là ít nhiều nó cung cấp cho anh chị hiểu rõ về thông tin, về bối cảnh, và một số những cái mà chúng ta cần lưu ý.